Công an thành phố Đà Nẵng đã có thông báo cho các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, thu hồi các trang thiết bị rào chắn, kết thúc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Theo đó, Công an quận Hải Châu và các đơn vị liên quan kết thúc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện Dã chiến cung thể thao Tiên Sơn. Các đơn vị liên quan tiến hành thu gom các trang thiết bị rào chắn tại khu vực bệnh viện này. Các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng kết thúc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Hiện tại, dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã được kiểm soát trong 12 ngày liên tiếp, thành phố không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đây cũng là tín hiệu mừng và đến thời điểm này, Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn đã không được sử dụng như kế hoạch.